Hello everybody. Okay, welcome to the third video. And this video talk about sentence structures again. And the first, the second, I told you about simple and compound. But this video, I have to tell you about complex sentences. Okay, so before we start this one, I leave you some points here. Okay, this morning I told you about this. Okay, so sentence structures, there are four kinds. Okay, the first is simple sentences, and simple sentence mean only one I see. Okay, only one I see. And the second, compound sentences. Compound sentences here refer to two or more I sees. Okay, I told you already this morning. And the third, complex sentences. Complex, I mean one IC plus one or more DC. Okay, one IC plus one or more DC. Okay. And the fourth, compound complex sentences. Compound complex sentences, I mean two or more ICs plus one or more DCs. Okay, so please read this one carefully. Okay, writing skill one, right? Yeah, in semester one. Okay, so now we start number three, complex sentences. Okay, you see, complex sentences mean one IC plus one or more DC. Okay, so this is the definition of complex sentences. A complex sentence contains one independent clause and one or more dependent clause. Okay, one or more dependent clauses. Okay, so okay, you can see here IC plus DC. So when IC plus DC, we call complex sentence. When IC plus DC, we call complex. Okay, so one IC plus one or more DC, but here I write only DC, just one. But we can use one or more DC, also become complex sentence. Okay, one IC plus DC become complex sentence. For example, IC here plus non-clause. So DC, there are three kinds of DC. Okay, in semester one, right? This one I told you already. Okay, so there are three kinds of DC. Okay, DC stand as a noun clause. DC stand as adjective clause. DC stand as adverb clause. Okay, so when IC plus DC mean when IC plus noun clause, when IC plus adjective clause, when IC plus adverb clause, we call complex sentence. Okay, so you can see this one. Okay, the same. Okay, IC plus non-clause become a complex sentence. Okay, IC plus adjective clause becomes complex sentence. IC plus adverb clause becomes a complex sentence. Okay, the same. For example, okay, she understands what you said. Okay, so what you said here, noun clause. And she understands. She understands IC. So when IC plus noun clause, we call compound. So it's a complex. Complex sentence. Okay. Another one. Mr. Dada lives. And three, Mr. Dada lives with his friend who comes from France. Again, Mr. Dada lives with his friend who comes from France. Okay, so Mr. Dada lives with his friend is an IC. Who comes from France is a DC. So when IC plus DC become complex sentence. So this one also complex sentence. Okay. But who comes from France here stand as
additive clause, modify his friend. Modify his friend. Okay, my baby cries when she is hungry. My baby cries when she is hungry. My baby cries is when I see, and when she is hungry is a DC. Okay, so when I see plus DC, it becomes a complex sentence. Okay. So again, complex sentence, a complex sentence contains one independent clause and one or more dependent clauses. Okay. Nóng lên dây khoai, cái lời dây khoai nóng tiếp, các mạnh lên dây khoai. Ok, nhưng xong bây giờ chia thì sao mai cho mình tất cả lời mình ôn lát tập sát bất toàn. Chẳng, tiện tâu nâng sentence structures thì hãy thư dân ba riêng lùi mà hai khoa hai nâng nông cho mấy tìm mùi. Tầm tay mình ôn lát có con tầm châu, nhằm chọc lại con tầm châu. Chẳng, con riêng là khẳng cái ban trán, con phải dồn. Và tất cả các bạn liên tế, các bạn kia của bạn không cài chỗ này. Chắc là trong video này, nhóm xong lực bị sentence structure một đoạn tiền. Tại các bạn bị phân các bạn chuyển chung phát hát, cũng tiện tâm nên sống năng của dấu bảo dừng. Nhưng tại dương phát sáng sáng thì miễn bộ đồn điểm này. Nhưng là viên tìm mối thì hai là simple sentences. Ok, nhất năng tiết thật simple sentences, nó được một câu viết dương mất với các one I see. Nó quên là dương khơi I see tả mùi. Rồi cái thằng khuyên independent clause tại môi đó cứ bị khai thác simple sinh thành hàng và tại lại tập ra compound với compound mình đang thác chắc bị PIC làm tử mà thằng P rồi cái tràn IC làm tử đại bàn đại hình chuyển chung cả bài tập mạnh lắm P là những khuyên viết IC chắc bị P làm tử ha ở bên I sinh tốt ở bên DC được không năng này nếu P đã khuyên DC được không năng nguyên tại IC hay chắc bị P làm tử kia lại hai tháng simple đến lại cái hai thằng compound và cái hai compound sentences nó tập mạnh này hai trong lại bên đây là công trình này cứ complex sentences mình nói tha biết thằng complex mình nói tha vì cả lá đi one I see nhưng cái tổng môi thế và bắt mình cái compound này one I see và bốc cho môi nâng môi xong tức one I see bốc cho môi nâng one DC rồi có more DC. Nếu bây giờ one IC bốc mùi nâng one or more DC thì khai được chia complex sentence. Chắc là việc nâng definition bảo biệt được nâng dùng đầy bảo biệt đã thà complex sentence cứ bị miên independent clause mùi hay nâng miên dependent clause mùi rưu cực trả lạc và nâng rưu của môn dịch tụ tầy dịch hát mơ thà IC ní để dịch hát thà independent clause ní còn ai dịch bốc mùi nâng DC dependent clause chắc mà còn đang kỳ hai trong complex sentence này hay thằng cô DC DC bao nhiêu ca như thế nó cho mình tìm mùi đúng cứ như ba bài chơi chơi bày chắc DC miền bấy anh lát miền là miền là làm close miền additive và miền adverb chắc nó cái là ôn hoặc miền khơi IC bộ một DC DC ní mình đi tha dự còn lại chỉ cố lên người ta tham bất DC ní cứ viên miên bay đi này mình đi tha nếu bên là IC bốc thì một lần nào được khai chia complex sentence nếu bên là IC bốc thì một lần three close lắm được khai chia complex sentence nếu bên là IC bốc thì một lần add one close còn được khai chia complex sentence à chắc nếu bên là dự khơi là IC bốc thì một lần một phép close chạm bay lắm nên viên được khai được chia complex sentence à nên mình chuẩn bị chuẩn là khả năng một thằng kia ta bất tải lên á ta thì ok, hãy đục từ hôn lên thằng này ông anh đang thấy tệ tâm lên ca và bạn có biết cứ tiên đục từ hôn là she understands what she said what she said thì các bất biết cứ chỉ làm clock là cái bàn học viên W equation nằm nhưng hắn dương cái học W equation nằm clock nhưng dương dương từ C được nằm DC sử tốt IC bầu thường với DC nằm máu hay DC nó bị chuyển áo nếu bây giờ dương khơi IC bầu thường với nằm DC đang chuyển áo clock là bài viết file để chia complex sentence hả? Họ mới tiếp Mr. Lada lives with his friend who comes from France. Nhưng Mr. Lada lives with his friend cứ chia IC và cứ chia IC
hay IC dương ai tham liên tiểu phê bổn được cơ bản chỉ được chung cao đi cho mình môn dẫn IC được phê không lớn đấy mà independent đấy vị trí của phê IC introductory phụ nam clon thì hạt introductory và chân IC dương miễn phí và về miễn là independent independent process and introductory. Introductory clause. Hay introductory clause này chúng ta ban tay chỉ mỗi nâng một phép nào này, một phép nào clause. Nhưng là clause bao nhiêu miền bay phép tiết, miền sách là miền statement, nào clause, miền yes no, nào clause, miền W expression, nào có chữ tám nâng, thế có ông nói tám nâng tên á. Hay nó phải là ôn miên chủng ngọt xinh xinh ôn ai thì khám ăn xu nâng tàm của classroom như các bạn đưa vào nâng nông telegram của bạn nhưng nâng chạy tàm là nâng cao mùi mươi đẹp ôn xu nâng bạn chắc là nâng nông người đi đi như khuyên tha she understands hai miên ôn trong miên tìm mốt của ôn thị trường dồn lãnh hai đấy bạn chia lại nâng tiền hai tháng introductory introductory mình đi tha cứ chỉ không đặt tan mình toàn mình đã thấy mình lên đi lúc ta thì dương phải chọn từ đó cả một bọn làm mối tiết rồi có còn mình làm mối tiết bán thì hai thằng phải dùng mình lên nhưng bây giờ thì chỉ understand được tế lúc tôi thì ở dấu tha dấu vị ấy đây giống phong một bên bộ introductory nó thực ra cả complement rồi có thực ra object and contribution này và như bọn ai prime với tập thẩm tế bán này hay bọn này thì ôn đơn mình chụp ngọc ấy nhé object số bàn mối tiết Mr. Dada lives with his friend who comes from France. Jam, lúc Dada có luôn nơi chúng tôi nên bật theo bỏ qua đà mò bí của tên của Rang. Và Jam, đà mò bí của tên của Rang là Dada cứ bật theo bỏ qua này. Jam nói thật, who comes from France và cứ modify our his friend. Đà modify our noun, được robot DC, xung tốt robot IC, modify our noun của IC. Và his friend cứ chỉ object của bọc này nó bởi dương vậy, bởi nhìn tới bệnh chứng ảnh chẳng ôn vốn thiết chấn nên chưa thay nhau lại vì cô ấy bàn đến chẳng đến tài thang thì chẳng đến tình nguyện My baby cries when she is hungry chẳng mà bọn anh cứ chỉ IC hay IC thang cao đi mình mẹ IC bởi phép introductory đi cứ chỉ IC bởi phép independent đời xa ấy, đời xa ta cry đấy mình mẹ chia bởi phép TV đi cứ chỉ IV vì mẹ TV đi chỉ IV và chúng tôi sẽ bàn của họ là một cách bây giờ có tham rất đặc sản chúng tôi thỏa my baby cries when she is hungry chúng when she is hungry modify I cries that you work with what I see the man và chúng tôi ôn nhân sử dụng xinh xinh lượng số xong ôn lượng chiếc sử dụng lắm hay chúng tôi tham ôn của mạng để cho luôn mơ lòng mình khi chúng tôi cũng rồi sử dụng bọc ôn mà tham mê riêng chắc bạn nào đã từng lọc đến ôn được gồm đến cái cái xây xây đây là khu nhà cổ của bạn có đến hai ôn được mình chấm ngón hai số bàn vận tải rồi nuôi con của nhà cổ xây xây đây số nó còn ai chờ cầm bằng số cho luôn tập nong telegram hoặc em to tài này cầm áo vì để tiếp cận chúng mình đến bao nhiêu lần vận tải sản phẩm đến tập này đã chạy tông xong con cầm bằng số tập nong telegram luôn bao nhiêu tới đồng bày ơi mình phải bao nhiêu nó còn bàn mười pi chấm ngón bao nhiêu phòng và ông con chớn mẹ và ca tam nam video thì bài này hay nhưng hạt vì rất là tốt tích nó ca giấy cái lô chữ bát dân sông ôn ngon nên không ăn sủ và ông con chớn và chúc nên được trong video thì buồn okay see you.